Thanh lý điện thoại giá chỉ từ 1,6 triệu thôi mọi người. Hôm nay bên em mới về được một kho con nè. Mọi người biết đây là máy gì không? Nhìn rất là hầm hố luôn nha. Chạy chip á là đề mạnh nhất của thế giới anh nho luôn. Chip sản là gần á là 8 Gen 3 luôn mọi người. Đó, đây sẽ là IQ12. Mọi không? Camera dung 100 nits, nhưng mà cầm camera nè khá là to luôn. Màn hình từ sân quét con này là 144 Hz lận. Đây, 8 Gen 3 nha. Sản là gần 8 Gen 3, RAM 12 GB, bộ nhớ sẽ là 256 GB mọi người không? Được kích thêm 12 GB ghi ảo nữa, tổng cộng là 24 GB. Này, máy là còn hộp sạc đầy đủ hết luôn. IQ12 rất là đẹp mọi người. Là dòng cao cấp nha. Ốp lưng nè. Đây là sạc 120W. Mọi người không? Cụ sạc 120W nè, nhìn rất là uy tín luôn. Cụ sạc 120W, dây sạc cũng còn rất là mới. Rồi, hôm nay thì bên em cũng về được vài con máy độc lạ. Và hôm nay cũng có một cái deal Samsung S23 Ultra cực kỳ là ngon luôn. Đây, cái màu xám trời ơi. 512 GB, bản 2 SIM, RAM 12 512 GB, 2 SIM. Giá em bán cho người là 16.600.000. 2 SIM nha, 1 eSIM, 1 SIM lý, pin 5000. Đó, RAM 12 GB, bộ nhớ 512 GB, giá bằng bộ nhớ 26 GB. Ok chưa? Và mọi người nhìn sang cái chiếc máy nha. Chiếc máy rất là đẹp luôn. Mọi người nếu mà mua trả góp con máy này á thì đưa trước giúp em khoảng 1,5 triệu thôi. 1,5 triệu là được nha. Đó. Không. Đẹp không mọi người? Đây là màu xám là bản đặc biệt. Màu xanh bản đặc biệt. Màu không? Màu xanh cũng rất là đẹp nha. Đây, 512 GB đó hết luôn. Em mua được 5 con 5 màu luôn mọi người. Đó, tại vì cái dòng này thì cao cấp quá, em cũng không có vốn nhiều nên mua nhiều. Mua đủ màu bán thôi, nhưng mà được cái là giá hôm nay em mua cũng cực kỳ là tốt. Đây, 16.600, màu xanh nè, màu hồng nè, đó. Cuối cùng sẽ là màu đỏ, đen đỏ. Ok chưa, máy quá đẹp mọi người xem nè. Trời ơi, nó đẹp cỡ vậy nè. 16.600 mà RAM 12 512 GB. Em được đúng 5 con. Đúng 5 con luôn mọi người, quá đẹp luôn, thật sự. Rồi, hôm nay thì bên em cũng có về một số dòng máy hành lý nữa. Nhưng mà trước khi vào live thì em sẽ cảnh báo mọi người trước. Đó, thì cái phong lúc nào cũng vậy, em sợ mọi người mất tiền nên đầu live bên em sẽ báo đó, là cảnh báo mọi người. Em chỉ có một số tài khoản ngân hàng chủ tài khoản nè. Hà Quốc Minh, Vietcombank 97168569. Mọi số tài khoản khác đều là lừa đảo. Đó, mọi người hãy chụp màn hình là giúp em nếu mà cần dịch. Mọi người lưu ý, em không bao giờ kết bạn Facebook với người. Có ai mà kết bạn Facebook với người là lừa đảo. Em chỉ có live stream bán hàng thôi. Ai kết bạn Facebook là lừa đảo, lưu ý nha. Ai mà kết bạn Facebook là lừa đảo hết. Đó, là cái trang giả mạo lừa đảo á, nó kết bạn á. Em chỉ có live stream bán hàng thôi, không có kết bạn Facebook nha. Và cái số tài khoản mà bị ban đợi xíu mọi người, số tài khoản mà bị ban là tài khoản lừa đảo nha. Đây, nói chung là em sợ mọi người bị lừa nên mọi người bỏ giúp em 1 phút xem hết cái bình luận bên dưới nè. Lừa đảo nè, MB Bank nè, 97168 đó, 168569 Hà Quốc Minh. Mọi người cứ để ý số tài khoản MB Bank và mọi số tài khoản khác đều là đảo. Chính chủ chỉ có một cái duy nhất là Vietcombank thôi nha. 97168569 Hà Quốc Minh, duy nhất một số tài khoản Vietcombank. Em không bao giờ các bạn hút nha, lưu ý điều đó rồi, không bao giờ các bạn hút đó. Ai mà các bạn hút là lừa đảo hết. Rồi, ok chưa? Em sẽ lên cái con đầu tiên cho mọi người là con IQ12. Con này chiếc cực kỳ là mạnh đó. Đây, sạc ốp lưng đầy đủ hết phải không? Đó, full box luôn. IQ12, RAM 12, bộ nhớ 26 GB, vô camera chụp hình cho người xem. Đó, IQ12 nè, chip 8 Gen 3. Chắc này con này cũng ít nhất phải là gần 2 triệu điểm AnTuTu. Đó, góc rộng nè, X1 nè, X2, X3, X5 nè. Em zoom thử nha, phải coi nó nét cỡ nào. Nên là zoom 20x, 40x nè. Thật sự là phải nói là quá nét luôn mọi người. Nó cái đuôi số 9 nè, mọi người không? Cái đuôi số 9 nè, phải nói là quá đẹp mọi người.
Em xa xíu. Không, rất là đẹp nha. Rồi, ngoại hình của nó đây. IQ 12, RAM 12GB, bộ nhớ 26GB. Màn hình tần số quét là 144Hz. Con máy này hô khách. Này, màn hình thấy thị nè. Tần số quét là 144Hz nha mọi người. Phải nói là rất là mượt luôn. 144Hz. Nói chung là con này là phải nói là dòng một dòng cao cấp rồi của IQ rồi. Đó. Thì con này sẽ bán cho người là 11.650. Máy full box 11.650. Con này đủ phụ kiện. 11.650 là con này đủ phụ kiện mọi người. Cái cả giọt sim vẫn còn. 11.650. Nếu mà người mua cho gốc con này đưa trước giúp em khoảng 300.000 thôi là được. Chỉ cần đưa trước 300.000 thôi. Ok chưa? Đưa trước 300.000 thôi. Tiếp tục sẽ là S22 Ultra. S22 Ultra. Bản RAM 12 512GB. Thì đây là 16.600. Em có được màu đỏ nè, xám nè, hồng nè, xanh nè, và xanh đã, xanh lá và xanh dương. Đó. Phiên bản RAM 12 512GB, đây là phiên bản 2 SIM. Đó. Pin là 5000 nha. Máy phải nói là quá chất, máy đẹp, chất đẹp nha mọi người. Đó, không bị lỗi gì hết nha. Trả góp con này đưa trước giúp em chịu gửi thôi. Đó, dòng S22 Ultra là không có gì để bàn cãi. Chip sẽ gần 8 Gen 2. Đây, chụp màn hình cho người xem. Đó. Nói cho mọi người. Cái này gần quá thì không thấy nha. Nói gần quá thì không thấy được. Gần quá thì không thấy được. Mà như vậy là quá nét rồi đúng không mọi người? Thật sự là quá nét rồi. Đó, thật sự là quá nét mọi người. Đây. Và đó là quá nét luôn. Ok chưa? 16.600.000 với phiên bản RAM 12 512GB. Trả góp đi trước nhiều gửi thôi. Em có được 5 màu 5 con. Hôm nay dịch đúng 5 con luôn. Đó, đúng 5 con luôn. 14 lút thì hôm nay được một con. Này. 14 lút pin 94 nè. Này 14 lút 128 đi quốc tế nha. Pin 94 13.800. Đó, 13.800. Đúng một con duy nhất. 13.800, 14 lút. Trả góp con này đưa trước giúp em 800.000 thôi. 14 Pro Max em có được một con bản Việt Nam nè anh ơi. Đây, nhưng mà pin con này là pin 86 nha. Pin zin là còn 86. 14 Pro Max VN sạc A 128GB quốc tế, 20.550.000 màu tím. Máy này nếu mà người mua trả góp thì đưa trước giúp em khoảng 2 triệu thôi. 2 triệu thôi là được. Ok chưa? Trả góp thì phải đến trực tiếp cửa hàng, không làm hồ sơ trả góp online được nha. Redmi Note 11 nè. Này, cái này em hút khách. Đó, Redmi Note 11. Bấm nhầm. RAM 4GB. Chip Snapdragon á là 680. Bộ nhớ 128GB. Tình trạng con máy này á là đã hai màn hình rồi. Giá bán là 1.600.000 nha. Đó, em hút khách. Hút khách giá này, bán giá này luôn. Chủ yếu là hỗ trợ khách lên đời thôi. Thật sự là vậy. Và tình trạng máy này đã hai màn hình rồi. Tình trạng máy này đã hai màn hình rồi. 1.600.000. Sàn chữa cháy rất là ok. Không bị lỗi gì hết. Em mua của khách, khách chỉ bao em test đúng một lần, em trả đủ 1.600.000. Nhưng mà em bán ngược cho mọi người cũng là 1.600.000. Em bao test mọi người 7 ngày, tặng thêm cục sạc hường nữa. Đó, là coi như lỡ cục sạc hường. Nhưng mà thôi, coi như là mình hỗ trợ khách để đổi dòng máy khác mọi người. Đó là vậy, đúng không? Mình hỗ trợ khách để đổi máy dòng khác khác. Máy dòng bao test 7 ngày thì em bán giảm luôn. Thật sự là giảm luôn. Rồi, lên cho mọi người một cái kèo hôm. Note 20 2.2 triệu. Trời, quá đã luôn mọi người ơi. Ai sang được con này quá ngon nha. Samsung Galaxy Note 20 nè. RAM 8 128GB. Còn không, cái màn hình nó sáng đẹp. Sáng đẹp có vậy nè. Đó. Không. Và không bị lỗi gì hết. Đó. Giá này em cắt bảo hành. Thật sự con này em dính xương. Em cắt bảo hành luôn. Con này em lỗ cũng nhiều đó rồi. Này. Em mang ra zoom nè. Như vậy là đủ nét rồi không? Quá nét luôn á. Selfie. Đó. Không bị lỗi gì hết nha, bản 2 SIM luôn. Bút còn nè, sườn thì còn rất là đẹp. Đó, sườn còn rất là đẹp, 2.2 triệu. Giá này em bán cho người nè. 2.2 triệu, bản 2 SIM. Thứ nhất con này á là nó bị sọc màn hình đây nè, nhưng mà mờ quá không thấy nha. Sọc hồng ở đây nè. Hơi khó thấy. Hơi khó thấy. Thứ hai á là con này nó bị ám nhẹ.
Đó, ám nhẹ phong bàn phím này nè, nhưng mà cũng không thấy được, tại vì nhân viên của em test á và bên em test á, chức năng và lỗi á là có làm sao bên em sẽ ghi đằng sau hết và em sẽ là người quyết định giá. Đó, nhân viên test hết là có sọc màng và có ám nhẹ, nhưng mà cho dù lỗi nhẹ là nhẹ luôn nha, nhân viên của em cũng phải ghi ra, thật sự là vậy. Nhân viên của em phải ghi ra chứ không phải là bán lắp liếm, bán treo đầu dê, bán thịt chó. Ai thấy thấy không thấy thì thôi, em không có được. Hồi đó giờ em là con sao cho dù lỗi nhẹ nhất vẫn phải báo cho khách hàng. Đó này mọi người, không bây giờ mọi người thấy được cái chỗ ám không? Không thấy được chỗ ám nha, thật sự là không thấy được chỗ ám và cũng không thấy được cái chỗ sọc luôn. Phải cầm cái máy nè, em chỉ mọi người mới thấy được. Đó, bây giờ hơi đơn giản thôi, giờ bán cho mấy cô chú mà lớn tuổi khoảng 60 70 tuổi thử người sao mà người ta thấy được cái chỗ sọc đó, đúng không? Làm sao mà người ta thấy được cái chỗ ám đó? Đó, làm sao mà người ta thấy được, cho dù mắt kém làm sao người ta thấy được, người ta chỉ biết xài thôi. Chứ ai mà để ý được cái màn hình nó có bị sọc có bị ám không, nếu mà cô chú lớn tuổi, đúng không? Nhưng mà không, em thì có sao có vậy. Cái máy này nếu mà máy zin, nếu máy zin nha, em đang bán á là 4 à 5 triệu 250. Em trừ tiền cái màn hình này 3 triệu. Đó, em trừ tiền cái màn hình này 3 triệu. Mọi người đâu thấy được cái chỗ sọc đâu. Cũng đâu thấy được chỗ ám đâu. Phải cầm cái máy nè, mới thấy được và không bị lỗi gì hết. Chất máy thì cũng còn rất là đẹp chứ không phải là xấu nét. Không. Em bao test mọi người 7 ngày. Giá này em bán đó là coi như là giá cụm. Mọi người lời được cái màn hình, mọi người xài chữa cháy. Khi nào mà hư màn hình này luôn thì mọi người đi hai màn hình đó thôi. Cũng tầm khoảng 2 triệu mấy. Đó. Coi như là cái màn hình này em bán cái máy này không trừ tiền màn hình ra rồi. Nếu có hai màn hình thì cứ hai, còn hai thôi để về xài chữa cháy. Để được hơn 2 triệu à, 2 triệu 3 triệu. 2 triệu mấy 3 triệu. Giờ bán 2 triệu 2. Đúng một con nhất và chốt trên line. Đúng một con nhất và chốt trên line. Đây mọi người xem cái bản Hồng Kông nè. Đó là một con máy bình thường bản Hồng Kông. RAM 8 256 kia nha. Đó, hai sim. Đây, màu xanh min nè. Bản Hồng Kông là 5 triệu 850, còn bản Mỹ á là sẽ 5 triệu 250. Còn con máy này bị sọc ám nhẹ đó, bọt kính đó, nhưng mà không thấy được đâu mọi người ơi, nó bị bọt kính đó nè. Nhân viên nó ghi chữ bọt kính mà em không biết là bọt ở đâu luôn, không đó. Thật sự là cho dù cái lỗi nhỏ nhất mà cũng không cũng phải báo ha. Ở đó giờ cái bên em mà làm hàng là như vậy mọi người. Đó. Này còn con này là máy bình thường không lỗi gì hết nha, 5 triệu 850. Nó thay mua 5G bản Hồng Kông. Bản Hồng Kông mà được 2 sim, được 5G và được chip Snapdragon 865 cộng 5 triệu 850. Ok nha. Chốt máy nhắn tin giúp em. Chốt máy thì nhắn tin giúp em mọi người. Rồi, em lên tiếp mọi người hàng hành lý. Mọi người muốn hết hàng hành lý em sẽ lên hàng hành lý tiếp. Đó, lên 12 hường 13 hường nha anh. Em sẽ lên cho mọi người làm 12 hường và 13 hường xong em sẽ lên hàng hành lý nha. Đó. Còn hàng hành lý nhiều lắm mọi người, đợi xíu đi. Hành lý cũng hơi nhiều đó. Đây. iPhone 12 hường 64 GB nè. Pin này á là pin 87 màu trắng 6 triệu 850. Con này hơi phẩy đó, nó hơi phẩy nó không, em có làm sao bó vậy à? Nó hơi phẩy đó, phẩy ngay góc này nè đó. Còn nhiều đẹp hết, pin zin luôn 6850. Còn nếu mà người muốn máy đẹp thì đây, máy đẹp thì 7 triệu 450 12 hường này, pin zin 85 nè đó, 12 hường 64 GB quốc tế này, máy cũng rất là đẹp. 7 triệu 450 đó, 7 triệu 450. Còn nếu mà ngồi tìm 13 hường thì đây, iPhone 13 hường màu hồng, 13 hường màu hồng 128 GB pin 85 10 triệu 200 nghìn, 10 triệu 200 nghìn đó. Còn đây là 13 hường màu xanh cũng là 10 triệu 200 nghìn. Mấy con này mọi người mua trang góp thì được trước giúp em á là 200 nghìn thôi. Đây 128 GB quốc tế 10 triệu 200. Màu đen thì cũng 10 triệu 200 luôn. Đó, màu đen cũng 10 triệu 200 luôn. Cuối cùng sẽ là iPhone 14 bản Việt Nam. Chênh lệch với iPhone 13 thường á là 2 triệu. Đây là 12 triệu 300 á. 2 triệu 1. Bản Việt Nam. 14 nè. VNSA 128 GB không dàn sim là bản quốc tế nha. Pin á là 98% màu trắng. Con này nó phải đây nha. Đó, con này có phải đây nè, con này em hô khách. Con sao bảo vậy? Zin hết. Zin hết rồi. Rồi. 12 Pro Max 128 GB là 11 triệu 850.
256 GB thì 12850. Đây. 12 Pro Max 256 GB. Có được con 26 GB nè. Pin pin 98 13.200 là pin cao. Đó, có đúng một con màu vàng. 14 Pro Max bản Việt Nam em báo rồi. 20.500 thôi gần. iPhone 13 Pro pin 88. 13 Pro pin 88 256 GB quốc tế nha mọi người. Giá bán là 13.300. 256 GB quốc tế 13.300. Đó. 13.300. S22. S22 giá tốt là 2 SIM. RAM 8 GB màu hồng, 6.350. 6.350. Ok nha. Màu hồng 6.350. Rồi. Nếu mà ngồi tìm máy 2 triệu mấy mà dòng Oppo chính hãng thì đây. Oppo A76 nha. Oppo A76 em về được 3 con bản chính hãng Việt Nam. RAM là 6 GB nè. Bộ nhớ 128 GB, chip Snapdragon 680, pin là 5000, màn hình tần số quét là 90Hz. Đây. Đó, màn hình 90Hz nha. Máy rất là đẹp, 2.800.000. 2.800.000. Đó. Ủa ai chốt cái nó hay mua rồi. Báo luôn đi để mất công á. iPhone X Max bản XA 2 siêu vật lý 256 GB, giá bán là 4.400.000. 4.400.000. iPhone X Max 26 GB nha. Và quốc tế con này thì tình trạng nè. Thứ nhất, pin này á là pin 86 là pin zin. Ok chưa? 256 GB. Cam X1, cam X2. Cam selfie. Đó. Cảm ứng nè. Ai cọc trước thì bán trước đi mất công. Đây, màu trắng, máy rất là đẹp nha. 4.400.000. Đâu nó thay mua bán chưa? Có người cọc rồi nè. Đây. Đợi xíu mọi người để thông báo cho nó thay mua bán rồi nha. Anh Đỗ Đông nè. Anh chụp hình coi nè. Không, lúc nào em cũng bình luận nè. Mọi người chuẩn bị bình luận nhắn tin là em chính chủ Học Việt Công Băng thôi. Thấy không? 97168599 Hào Quân nè. Chính chủ là Việt Công Băng nè. Đó, chuyển khoản. Ủa, thôi. Đây. 97168599 Hạc Minh. Ngân hàng Việt Công Băng 500.000, anh này cọc 500.000 nha. Anh này ở Lâm Đồng nè, Di Linh Lâm Đồng. Anh ta chụp mình máy trước. Rồi đó, em chốt cho anh Đỗ Đông rồi nha. Đó, em chốt cho anh Đỗ Đông rồi nha. Mọi người khỏi cọc nữa nha mọi người. Mấy con em chuyển khoản ngược rồi đó. Em chỉ tính đơn á là nhân viên check được đơn nào thì sẽ tính đơn đó. Để cho mọi người khỏi lộn, khỏi cọc tùm lum. Hả? Rồi con iPhone X Max này á, tình trạng thứ nhất là không phay đi. Cái này không có phay đi và màn hình này màn hình đã hack rồi, màn hình GX. Đó, phiên bản là 256 GB, quốc tế không bị lỗi gì hết, chỉ hư phay đi và màn hình hack rồi. 4.400.000, bao tác 7 ngày. Còn mọi người muốn iPhone X Max rẻ hơn cũng có. Đây là một con iPhone X Max, giá bán là 3.100.000. Ok chưa? iPhone X Max này 3.100.000 nè, bao tác 7 ngày. Này. Không, một cái iPhone thôi mà nó nhiều giá không. iPhone X Max nè, 256 GB luôn. Đó, quốc tế nha, 256 GB quốc tế nha. Con này được pin hack rồi nè. Thứ nhất là pin hack rồi. À, con này có fade đi nha. Con này có fade đi mọi người. Pin hack rồi, có fade đi. Này, mà có 3.100.000 không. Con kia không fade đi thì 4.400.000. Con này không fade đi nè. À, này con này có fade đi. Con này có nói chung là con này là mọi chức năng đều hoạt động bình thường, cứ có 3.100.000 thôi. Mọi chức năng đều hoạt động bình thường, 3.100.000, 256 GB luôn. Pin 2 mới. Đó. Ok chưa? Cam X1, X2, cam selfie. Rồi, tình dạng con máy nó nè, cũng nhiều lỗi nha. Con này em hô khách nè. Khách lên đời. Họ khách nó mua biết mua ở đâu nữa mà hai tờ lưu học vô hết. Nhưng mà bên em thì có sao báo vậy? Hô khách vô thì sẽ đánh giá ngoại hình, đánh giá tình trạng máy rồi sẽ hô vô. Đây là một con iPhone X Max 256 GB. Sườn đã hack rồi. Thứ nhất là sườn đã hack rồi, pin đã hack rồi, màn hình đã hack rồi và màn hình này bị phản quang. Bị phản quang, không? Đó, cho dù cái lỗi nhỏ nhất cũng phải báo. Đó, màn hình nó bị phản quang. Đây, bị phản quang nè, không? Đó, còn lại mọi chức năng đều hoạt động bình thường. Lưu ý nha,
còn lại mọi chức năng đều hoạt động bình thường. Bây giờ cái camera với cái màn hình, camera thôi cũng được gần 3 triệu rồi đó, màn hình đó. Không coi như là bán 3 triệu mốt, bao tác 7 ngày 256 GB, quá ngon nha, con này quá ngon. Ok, còn con này theo màn hình GX, màn hình GX thì nó mắc mọi người đó, màn hình GX tính gần triệu luôn đó, nên bởi vậy nó 256 GB không có chú tông, mà con này giỏi zin đó. Thì có hai lựa sự lựa chọn cho mọi người lựa chọn, nó hai sự lựa chọn cho mọi người lựa chọn. Chốt máy thì nhắn tin giúp em là con S21. Đây là một con S21, em bán là 3.450.000. S21, em nói nhầm, S20 chứ, S20 5G 2 SIM đó, phiên bản RAM 12 128 GB, S20 5G này. Con này mọi chức năng đều hoạt động bình thường, cao selfie nè, không màn là màn sáng đẹp, không ấm ố, không lưu ảnh, không đớm. Con này có 3 triệu mấy mà được RAM 12 GB, màn 120Hz, chip là 865 thì quá ngon đúng không. 3.450.000 bảo hành cho người là 3 tháng 1 đổi 1, RAM 12 128 GB. Thì tình trạng con máy này nè, mọi người chỉnh màn hình sáng thì nó không bị gì hết nha, nhưng mà tim mà tắt màn hình tối đó nó bị vàng phim đó, tắt màn hình đi rồi mới thấy, còn chỉnh màn hình sáng là không thấy đó, bị vàng phim nè. Không có vậy thôi, không bị giỏi gì hết. 3.450.000 bảo hành là 3 tháng 1 đổi 1, đừng làm gớt nước, cứng đốm, sọc màn, đốm màn, còn như là em đổi hết mọi người ơi, em bảo hành dễ lắm thật sự. Chốt máy nhắn tin giúp em nha, anh Nguyên Đăng Hoặc ơi. S10 Lút bản Việt Nam 2 SIM này, con này kiếm bản Việt Nam hơi hiếm đó, hai email khác nhau luôn, RAM là 8 GB, bộ nhớ là 128 GB, giá bán là 4.200.000, bản Việt Nam 4.200.000, S10 Lút 2 SIM chính hãng 4.200.000, màn 2K cộng. Rồi đây Samsung M32, Samsung M32 pin là 5000, RAM 8 GB, bộ nhớ 128 GB đó, màn hình là tần số quét 90Hz chứ, 90Hz, con này 3.600.000 đó, mua con này cũng ngon rồi, chạy Gap Super nè, màn AMOLED 3.600.000, Samsung E13 nè. Này, 2 SIM mọi người. RAM 428 GB, 2.400.000. A73 5G máy đẹp. Này, A73 5G 2 SIM nha. RAM 828 GB, 5.550.000. Mọi người nhắn chốt máy nhắn tin giúp em nha mọi người ơi. Samsung M51, con này pin 7000, 2 SIM, RAM là 8 GB, 128 GB, 3.650.000 nha, 3.650.000, 7000. iPhone XS Max nè, 64 GB, pin 89 mọi người, giá bán là 6.250.000. iPhone XS Max máy zin nha. Đó, con nào hay rồi sẽ nói trước. Samsung A35 còn bảo hành tháng 3 2025, bản chính hãng Việt Nam, rồi bảo hành tháng 3, 31 tháng 3 luôn là tháng 4 rồi. Con này hưu của khách, 2 SIM mọi người, RAM 828 GB, màn hình tần số quét là 120Hz, giá bán là 5.850.000, con này còn siêu viền, nó còn siêu viền, 5.850.000. Oppo Reno 6Z 5G nha, 3.150.000, RAM 828 GB, Reno 6Z 5G. Mi 11 Play 5G 3.150.000 đó, RAM 8 GB, bộ nhớ là 128 GB, chip Snapdragon 780 3.150.000. Poco M6 Pro RAM 8 256 GB, này này viền vuông nhìn rất là đẹp, viền rất là mỏng, chip Helio G99 Ultra RAM 8, bộ nhớ 256 GB này đó, 4.550.000. Mua mấy con này cũng ok nè, rồi có 2 triệu mấy, 2.200.000 nè, pin cũng trâu nữa. Con này bữa anh kia là mua con này mà anh mua em 3 năm về trước, xài đến giờ vẫn còn y nguyên
Hôm nay mới chịu đổi máy. Hôm qua á mọi người. Hôm qua nó khoe con máy ghép pin Kinect. À, mua của em 3 năm về trước. Redmi Note 9S nha, 2 triệu 2. RAM 628GB. A13. 2 triệu 2, đó có 2 con. Em mua được đúng 2 con luôn. Đó. Mấy con này mà nếu cái logo mà có hùng ghét là bạn chính hãng không ạ. Còn nếu RAM 8 thì con này 2 triệu 650. Đó, RAM 8 mọi người, Redmi Note 10S. Bộ nhớ 128GB, đây là màn AMOLED mọi người. 2 triệu 650. Còn này thì 2 triệu nè. Thiết kế cũng đẹp. 2 triệu 50 nghìn. Đúng không? Thiết kế quá đẹp. Vivo. À. RAM 4GB, bộ nhớ 128GB. 2 triệu 50 nghìn. Đó, một con này cũng ok. M51 chứ M50 thôi nha. Ở bò bài xám báo rồi, em có được 3 con nè, chính hãng. Đây là Redmi Note 11 Pro 5G, 3 triệu rưỡi, màn 120Hz. Nó dòng Redmi chạy ship cũng ngon lắm nha. RAM 8GB, chip là 695. Bộ nhớ 128GB, màn 120Hz. 3 triệu rưỡi. Ấy. Oppo Reno 8 T 5G, RAM 8 26GB, 4 triệu rưỡi nha. Đó, cái này thì kính nó hơi chày xíu. Kính nó hơi chày xíu. Huawei Mate 40, RAM 8 128GB. Đẹp mọi người, màn hình cong. Huawei Mate 40. Đó, RAM 8 128GB. Có CHD đầy đủ nha mọi người. Hai sáng lay nè. Đó, camera chụp rất là đẹp. Này. Này xem là được 30x. 30x mọi người. 5 triệu 350. 5 triệu 350. Rồi. Mọi người cần hỏi gì nữa không? Ây da. À, cái chân lào dữ vậy. Rồi rồi, đợi xíu. Ủa, bút về luôn hả, vú? Đợi xíu, còn xong rồi. Đây, đang trả lời cực lực phải không? Không chịu gì về. Tại sao không chứ về? Nhức găng. Nhức găng, nhức găng ở đâu? Tại sao không đi về? Bận chút đơn rồi, thấy cho trả lời cực lực như vậy là mọi người không? Mà mọi người kêu là không trả lời. Không chứ tại vì tin nhắn nhảy liên tục á, nổi là cái máy lắc luôn nè, lắc đâu thấy được. Không, mọi người không, lắc lên nổi mà cái máy không vô được luôn á. Bán rồi. Ai quạt hả? Vậy ai dạ không quạt rồi. Trong mấy cái 6S rồi cái ông đó coi cọc á. Gửi xuống chưa? Đó, giờ cọc nè, giờ hai người quá giờ 15 phút luôn rồi chưa chịu về nữa không? Mọi người thấy yêu công việc không? Thì cái chân nào dữ vậy trời. 12 Pro 26GB. Anh như được mấy đơn rồi? Trên. Cái gì có 2 đơn rồi hả? Tại mấy con rồi mà. Con nó 20. Ừ. Đợi xíu em còn mấy cái máy. Chắc trả lời không kịp. Rồi đây, 13 Pro Max 256GB nè, 15950 nha. 13 Pro Max 256GB.
bản Việt, bản Mỹ đúng rồi. Giờ không dám làm bản Việt Nam. Cái này bản Việt Nam là hay bị sọc mạng. Đây là 21978. 21978, bản BA, bản châu Âu. Bên Vin 87 đó, 13 cầu mắt. 21978 nha, 15950. A34 5G 4.350. Máy với 5 triệu cọc 300 thôi được rồi, khỏi cọc nhiều anh ơi. 4.350. S22 Ultra còn nhanh ơi. Đây. Máy đẹp 99 là 10.550.000. Đó. Siêu viền còn hết. Không. Đó, siêu viền còn hết. 10.550.000. Quá đã. 72 SIM, RAM 828GB, trả góp đôi trước 250 thôi. Đừng đưa nhiều. Mình vay nhiều để mình có động lực mình trả nợ. Đúng không? Oppo Find 2 Lip nè, con này còn ốp lưng nữa nè. 8.450. Oppo Find 2 Lip. S21 RAM 828GB. Này chạy chip sao gần 888, có dương tay trong màn. Hai sim. Đó. RAM 828GB luôn. 5.250. Redmi Note 12 Pro 4.6. Này, chip Dimensity 1080, RAM 8GB, bộ nhớ là 256GB. Đó. Góp mỗi tháng bao nhiêu, góp thì tùy theo anh muốn góp bao nhiêu tháng. Tùy theo mình là chọn 6 tháng, 9 tháng hay là 12 tháng thì mình vay bao nhiêu hết. Thì mình lúc mà mọi người góp á thì bên em sẽ tư vấn trước cái khả năng của mọi người góp được bao nhiêu. Đó. Tùy theo mọi người chọn thôi, cái đó là tùy theo mọi người chọn. Như là con Redmi K50 Gaming RAM 8 chip là 8 Gen 1, bộ nhớ là 128GB. Có phí G. Giá bán là 5.450. Đã chạy qua gom tiếng Việt rồi. Redmi Note 11 Pro con này bị không bị gì hết, 3.550. A53 5G màu trắng 4.150, mua con này cũng ngon. Màn 120Hz 2 SIM, pin 5000, pin châu. S21 Ultra có mà. S21 Ultra thì đang bán là 7550 đi. Đây này, đây cái máy đây. Đây. Nhông này quá ngon. Camera zoom 100x luôn. Để em zoom thử cho người xem nha. Nó zoom thấy cái bạch luôn. Thấy này 7.550 năm mua nha. 7.550 năm mua. Em mua dùm con Geno 8 5G đi mọi người, hới quá à. Năn nỉ luôn á. Chứ mua mấy con này bữa giờ tới ba bốn con không bán được con nào hết nè. Hay là giá mắc quá mọi người. Geno 8 5G nè, Dimensity 1300. Đó. RAM 8 256GB. Giờ ới phải đi năn nỉ thôi chứ không còn cách nào khác. Giờ ấy mà phải năn nỉ. Để có tiền liên hệ mấy khác. Chưa biết máy gì nữa anh ơi, ngày mai mới biết. Giờ em cũng chưa biết là đi mua được máy gì nữa. Tại vì chủ nhật vàng á, thường phải có máy nhiều mình mới đi mua được cái giá tốt. Mua được giá tốt mới làm chủ nhật vàng được chứ. Bây giờ chủ nhật vàng mà giá không tốt thì sao mọi người ủng hộ em được. Tiêu chí của em đó giờ là vậy thôi, chủ nhật vàng là phải bán giá, phải nói là giá sốc. Em cọc rồi ghép em với Nguyễn Ngọc Hậu kìa, có cọc gì kìa. Đang chụp đáy, đang chụp máy anh ơi, đợi xíu, đang chụp máy đâu anh Hậu đâu. Đang chụp cho anh Hậu phải không? Đây, quay cho anh Hậu coi nè, phải không? Đấy, đấy, rồi. Đó, anh Hậu nè, Nguyễn Ngọc Hậu nè. Đó, đang chụp máy cho anh coi đó. Đợi xíu đi. Đợi xíu đây là tới lượt anh liền. Em không bỏ sót một ai hết. Không, nó không bao giờ. Em bao giờ bỏ sót một ai hết. Oppo Reno 8 Z 5G nè, 4.2.
Đó, mọi người thấy nói em không trả lời tin nhắn, thật sự là trả lời rất là cực lực hết. Mi 10S nè, 4.250, chip 870. Con này nếu tại tiếng Việt thì để lại 7 ngày có sim của mình. 4.250. Redmi Note 13 Pro, RAM 8, 128GB, 4.8. Rồi tính ra hôm nay live sớm mà cũng chốt chậm, chốt trễ đúng không? Redmi Note 13 Pro, RAM 8, 128GB. À, 4.8. Apple Reno 10 5.450. Đợi khai mạc trận Ego ủng hộ iPhone 15. Ủng hộ hay là anh qua anh cầm điện thoại để cầm điện thoại cũ luôn. Bên em có nhận cầm đồ nữa nha anh. Vivo V25e 3.6. RAM 8, 128GB, 3.6. Đây là Vivo V29e nè. Đó, 5.7. Mấy con Vivo thiết kế đẹp. Anh ơi, lên lại con máy Samsung đợi xíu đi, tại em đang ở trên đây không có trả lời được á. Con đó là 16.600 á, 512GB máy đẹp á. Poco F5 nè, 5.550. Con này chip mạnh đó người. Đây, chip 7 cộng Gen 2 nè. Không? Poco F5, hình như con này là Redmi gì quên mất tiêu rồi ta. 7 cộng Gen 2, K12 26GB, 5.550. Rồi mọi người chốt gì chốt nha mọi người ơi. Chứ em mới lắm rồi đó. iPhone 13 128GB, 10.200 ba đó rồi. 11 128GB, pin 90 nè, 6.850. Mi 11 Lite 3.150. 5G nha, chip 870. Nó thêm một gia bản Việt Nam nè, 8.250. Tính ra là mình toàn là mấy con Redmi với sao Apple không xong chứ bán bình thường phải không. Mi 12T mọi người, 5.250, máy đẹp. Chip ra Dimensity 8100 Ultra, chip mạnh. Mi 13T Pro nè, 9.550. RAM 12GB, bộ nhớ 26GB này, chip RAM Gen 2 phải. Chiếc này mạnh lắm rồi. Realme CT Neo 2 3.9, 870 870, RAM 8, 128GB, màn 120Hz, 3.9. Vivo V25 Pro 4.5, màn cong. Oppo A58 sáng chị kia cũng mới mua nè, chị nói dễ thương ghê, mua rất là nhanh ngon lẹ. Ngồi chụp máy mà cái mặt căng thẳng như vậy. Chụp máy cho khách xem mà ngồi căng thẳng có gì đó nó không. Ơi. S21 Ultra mua 3 ngày giá bán giảm đúng 300k. Thì bây giờ giá xuống, bán giá xuống thôi đúng không mọi người. Chứ em cũng đâu có muốn mà xuống giá mà cũng đâu có muốn mà lên giá đâu. Redmi Note 11 Pro con này còn bảo hành tháng 2 2025 nè, con này không có hộp, 6.650. Bảo hành tháng 2 2025 dài nha mọi người, bảo hành dài nha. Thấy anh Hồng Huy em thấy mà, anh Quỳnh Nguyễn. Ôi, có mấy con sắp G6 em không có làm. Có đó giờ không có làm mấy dòng máy lạ, làm toàn là ôm là không à. Poco M6 Pro 4.550. Redmi Note 13 nếu tầm 3.000.000 một con Redmi này giải giá cũng ngon lắm rồi, pin 5000, màn 120Hz đã.
màn AMOLED nữa, có vân tay trong màn nữa. Đó, chip 685 120Hz này, bản chính hãng nha. Không đẹp không? Nên là Realme 11 4.350, 12 còn mắc 11.850, giá clip 5 nè 10.800, bản Mỹ, bản Mỹ rẻ, bản Mỹ cũng 2 sim nha. Đây 2 sim RAM 8 26 đi, 2 sim phải không, clip 5. Oppo Find N2 clip 8.450, 8T 8Z cái nào ngon hả? 8T với 8Z, 8T nếu mà 8T 5G sẽ ngon hơn 8Z chứ. 8Z dòng gút gọn. Đây là sắp 4M, hai bật đèn LED. Này, 4.750, RAM 12 256 đi. S22 Plus RAM 8 26 GB, 7.850, còn lại bản hàng 26 GB. Cái con này chắc ra quẹt ra đi. Cái con này sao mà bán hoài không được. S22 Plus sọc viền gì đó. Ủa bán rồi. Vậy con này để qua mai xuống giá hả? Đây S22 Plus 72 sim, 7.850, màu hồng. Rất là nam tính, màu hồng giống em nè. Hết chưa? Hết à. Và đây là S23. S23 thì 10.200. Nhỏ gọn. Tháng hôm qua có anh kia mua con S24 luôn. Máy mới. Chỉ khui hộp ra chưa xài. Chưa thì em sẽ livestream cho mọi người xem là có hàng em bán được cái gì. Đó. Và cách thức như dịch của bên tiệm em, ngày nào thì cũng sẽ livestream hai buổi. Buổi thứ nhất là tầm khoảng 11 giờ đến 1 giờ. Còn buổi tối thì quay máy. Và có máy gì về thì quay máy đó. Như đi gom mấy cái máy hành lý á. Em biết mọi người đi săn hàng hành lý thôi. Săn hàng hành lý là nhiều. Đó, chốt trên like đa số là săn hàng hành lý. Nhưng mà có khách bán thì em mới có máy hành lý. Đó, mọi người có máy gì xài mà chán rồi không muốn xài nữa thì cứ đem qua em. Xà bần gì cũng được á, đem qua em là em bán. Thì mua của người chán bán cho người cần, đó là vậy. Đúng không? Hôm qua có mua được con Note 8, à Note 5 nữa, có mấy trăm ngàn à. Để em không biết sao giờ để đâu mất tiêu rồi ta. Để ngày mai lên like. Ủa sao kỳ á. Rồi, bên em sẽ là chính sách bảo hành là 3 tháng 1.1. Không bảo hành cái nước cứng đớm màn hình. Đó. Bên em có hỗ trợ trả góp mọi người chỉ cần đưa trước 200-300 nghìn là trả góp được. Bên em có ship code toàn quốc. Ship code là sao? Là ship hàng cho mọi người nhận hàng và kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Ok chưa? Nhưng mà có cọc. Máy 5 triệu cọc 300, máy trên 5 triệu cọc 500, máy trên 10 triệu cọc 1 triệu. Bên em không yêu cầu chuyển khoản đủ hay nửa tiền nha, đúng số tiền đó cọc là được rồi. Và em có hôn cụ đời mới tất cả các dòng máy Oppo, Realme, Samsung, Sony, LG vẫn hôn cụ đời mới được hết nha. Đó, vẫn hôn cụ đời mới được hết nha. Máy lỗi cũng hôn luôn, ok chưa? Rồi, cảm ơn mọi người dành thời gian xem buổi livestream của em. Chúc mọi người buổi tối dễ nha. Và mọi người lưu ý nè, có ai mà kết bạn Facebook với mọi người á là lừa đảo hết nha. Em chỉ có livestream bán hàng thôi, lưu ý với điều đó nha. Đó, ok, bye bye.